Hey Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Nhật ngữ Hoa Sen. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một ngữ pháp mới trong chương trình ngữ pháp Minano Nihongo N5. Ra sode dewa. Như chúng ta thấy thì bạn này tên là Mai và bạn Mai thì sẽ đi đến siêu thị. Tức là Mai san wa suba e ikimasu. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu NEV di chuyển. V ở đây là động từ chỉ sự di chuyển ikimasu, kimasu và kaerimasu. Có nghĩa là đi đến về N. E là trợ từ chỉ phương hướng di chuyển. Ikimasu khi đi đến một nơi xa nơi người nói đứng. Kimasu khi đi đến nơi người nói đang đứng. Kaerimasu là khi trở về quê nhà hoặc là đất nước. Ví dụ như là bạn này tên là Yamada thì bạn Yamada đã đến trường học, tức là Yamada san wa gakko e kimashita. Ở đây gakko là danh từ chỉ địa điểm, trường học, và e là trợ từ chỉ về phương hướng, kimashita là động từ di chuyển. Ở ví dụ tiếp theo thì chúng ta thấy là bạn Yamada thì sẽ về nhà, tức là Yamada san wa uchi e kaerimasu. Yamada san wa uchi e kaerimasu, anh Yamada thì sẽ về nhà. Và ở mẫu câu này, nghi vấn từ sẽ là doko và đi kèm với trợ từ e, có nghĩa là đâu vậy? Ví dụ, doko e ikimasu ka? Bạn sẽ đi đâu vậy? Như chúng ta thấy thì bạn này sẽ đi đến trường học, tức là gakko e ikimasu. Gakko e ikimasu. Và kino doko e ikimashita ka? Kino doko e ikimashita ka? Như chúng ta thấy thì bạn này không đi đâu cả. Kino doko mo ikimasen deshita. Ở đây chúng ta sẽ không dùng trợ từ e phía sau doko vì bạn này không đi đâu cả. Kino doko mo ikimasen deshita. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu có thắc mắc, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên Nhật ngữ Hoa Sen. Sao có đây đấy, mata kondo onegai tashimasu.